Huy xin kính chào tất cả các chị và các bạn đang theo dõi kênh Xe Cũ Miền Nam. Thì hôm nay bên Huy mới vừa về một chiếc xe Toyota Innova. Đây là phiên bản G số tự động. G số tự động nha các bạn. Xe này thì được chủ xe mua tại hãng vào tháng 11 năm 2017. Màu đồng ánh kim. Và hiện tại là chiếc xe này là biển số thành phố nha. Các chị và các bạn nào có hộ khẩu thành phố thì sẽ tiết kiệm được 20 triệu phần phí biển số. Thì xe này thì bên Huy mới lái về thôi, thì hôm nay Huy sẽ dành vài phút giới thiệu sơ lược đến cho các anh chị và các bạn nắm về phần ngoại thất cũng như là về phần nội thất bên trong của xe. Và đây là một chiếc xe cực kỳ là chất lượng luôn các bạn. Chủ xe đi bảo trì bảo dưỡng rất là đầy đủ từ lúc mua cho đến hiện tại, không thiếu lần nào. Và bảo hành bảo trì bảo dưỡng tại hãng luôn nha các bạn nha. Đây, xe thì bên Huy mới vừa lái về và chắc xe này thì còn rất là đẹp. Chủ xe thì ở Bình Chánh của thành phố Hồ Chí Minh. Xe này một chiếc xe 8 chỗ số tự động nha các bạn nha. Phần ga lăng phía trước rất là đẹp. Sự liên lạc giữa các chi tiết cabo, đèn, ga lăng. Và về màu sơn thì các bạn có thể thấy được từ phần cabo, cản, về cửa trước, cửa sau, mọi thứ liền lạc rất là đẹp luôn. Đó, phần đèn nha các bạn nha. Đó, sáng bóng luôn. Đây, vỏ xe. Vỏ xe còn rất là dài luôn nha các bạn. Thì những cái sản phẩm mà bên Huy lái về, thu về và cung cấp cho các anh chị và các bạn thì luôn cam kết về chất lượng. Xe không bị đâm đụng, không bị ngập nước. Động cơ và hộp số còn nguyên bản, chưa từng tháo rỡ đầy tu nha. Cho nên là các anh chị và các bạn hoàn toàn yên tâm. Thì bên Huy cam kết bằng văn bản đàng hoàng và đầy đủ. Rồi, xe thì chủ xe có trang bị che mưa, dán phim, cách nhiệt, rồi nẹp chân kính. Cùng với đó là những cái ốp, cái ốp mạc rơm này nha các bạn nha. Chén cửa cũng như là tay nắm cửa, mạc rơm đều được chủ xe trang bị rất là đầy đủ luôn. Xe chạy cho gia đình cũng chạy không nhiều, cho nên là chất xe giữ còn rất là đẹp. Đây, phần vỏ sau bên trái đó, các bạn thấy còn nguyên bản nguyên zin. Ở phía sau thì chúng ta có thể thấy được là chủ xe đã trang bị thêm cái phần viền đèn mạc rơm ở phía sau. Xe thì có trang bị camera gear, cảm biến gear. Đây, vỏ sa cua đó, còn rất là dài luôn. Gầm nhúng thì quay cho các bạn nha. Xe này thì gầm nhúng về bên Huy sẽ tiến hành vệ sinh sạch sẽ đó. Và gầm này thì còn rất là đẹp, nhưng mà bên Huy sẽ tiến hành sơn lại gầm luôn cho các bạn nha. Bên Huy rất là kỹ trong vấn đề làm marukuri, vệ sinh gầm, rồi vệ sinh động cơ, đánh bóng xe, vệ sinh nội thất, rất là kỹ. Thực sự là chất lượng của chiếc xe này thì các chị và các bạn cũng như đã vừa xem qua Huy quay. Xe thì bên Huy mới vừa lái về, chưa có làm maru gì cả, nhưng mà thực sự là chiếc xe quá đẹp. Những cái chi tiết bằng nhựa, đèn các bạn ha, thấy sáng bóng luôn. Và những cái chi tiết sơn thì hầu như vẫn còn nguyên bản. Thực sự là một chiếc xe 2017 mà kiếm được một chiếc xe có chất lượng như thế này không có nhiều trên thị trường nha các bạn nha. Xe này thì được chủ xe giữ kỹ và xe bảo trì bảo dưỡng rất là đầy đủ tại hãng. Đó, chất xe còn rất đẹp. Một chiếc xe 8 chỗ mua về sử dụng cho gia đình, số tự động, đi rất là sướng nữa các bạn. Đó, thì Huy sơ lược cho các anh chị và các bạn nắm về cái phần ngoại thất của xe. Thì Huy sẽ mời các anh chị và các bạn xem thêm về phần nội thất bên trong để đánh giá chi tiết hơn về chất lượng của sản phẩm Toyota Innova phiên bản G số rộng này nha các bạn nha. Rồi, Huy mời các chị và các bạn ạ. Đây các bạn, đây là phần tapi của phần cốp sau nha các bạn nha. Đó,
còn rất là mới và không bị xước xát gì cả. Thực sự chủ xe đi giữ cực kỳ là kỹ lưỡng. Một chiếc xe chỉ sử dụng cho việc đi lại của gia đình thì Huy nghĩ chất lượng xe này là hợp lý. Trên thị trường có thể có rất là nhiều xe, nhưng mà một chiếc xe được chủ xe giữ kỹ cũng như là quá trình bảo trì bảo dưỡng đầy đủ thì thực sự là rất là hiếm. Đây đó, đồ nghề còn đầy đủ nha các bạn nha. Đó, con đội rồi những cái tay va quay tháp bi còn rất là mới. Ở phía sau thì chủ xe có bố trí một cái khay để đồ. Cái khay để này thì khi mà mình chở đồ đông lạnh các bạn, nó sẽ không có bị ướt cái phần cái sàn ở dưới. Mặc dù sàn ở dưới chủ xe đã tiến hành bọc cái simly rồi. Nói chung là rất là kỹ. Đó, ghế đồ các bạn thấy ha. Còn rất là đẹp. Đó, rất là đẹp nha. Thì thực sự là dòng Toyota Innova là một chiếc xe đa dụng, sử dụng cho việc quá trình chuyên chở thì chủ yếu là chở người, cho nên là thiết kế rất là rộng. Thì cái khoảng để chân cũng như là khoảng cách từ phần đầu cho đến phần trần xe này các bạn cũng rất là rộng rãi. Khi mà sử dụng trên những cái cung đường dài thì với một cái mức độ rộng rãi như Toyota Innova như thế này thì chúng ta sẽ cảm nhận rất là thoải mái và dễ chịu. Với chiếc xe này thì hệ thống điều hòa của xe thì sử dụng là hai dàn, và mỗi hàng ghế thì đều có hai cửa gió điều hòa luôn các bạn. Huy đang mở điều hòa ở phía sau đó, có công tắc điều khiển điều hòa nè các bạn nha. Đó, có chế độ auto nữa này. Thực sự là hệ thống điều hòa của Toyota Innova làm lạnh, đây Huy đang mở chế độ lạnh, làm lạnh rất là nhanh và lạnh cực kỳ là sâu luôn nha các bạn. Đó, lạnh cực kỳ là sâu luôn. Đó, Huy để tay, Huy mở cái nắp nhỏ thôi mà để tay này thì Huy cảm nhận được cái độ buốt buốt của cái hệ thống lạnh. Đó, và trên trần thì đều có, ở chính giữa thì sẽ có cái dải đèn LED, nó sẽ ánh lên màu xanh dương rất là đẹp, và buổi tối thì nó sẽ cho một cái không gian nội thất bên trong nhìn rất là lãng mạn luôn, và cảm giác dễ chịu và thoải mái cho cái chiếc xe. Rồi đó, ghế rộng rãi thoải mái. Vị trí giữa thì chúng ta có thể là để cái đây cái tựa tay này ha, để ly cà phê đồ uống. Xe này thì bên Huy sẽ tiến hành làm maru vệ sinh sạch sẽ, do là xe mới về cho nên là bên Huy chưa có vệ sinh, và Huy sẽ dành vài phút giới thiệu sớm đến cho các anh chị và các bạn. Nếu như các anh chị và các bạn nào có nhu cầu thì Huy nghĩ đây là một sản phẩm khá là ok để chúng ta sở hữu cho việc đi lại của gia đình. 8 chỗ số tự động. Cái khay này thì mình có thể để máy tính hoặc là để đồ ăn mình sử dụng khi mà di chuyển trên những cái cung đường dài nha các bạn. Ok. Đó, copy cửa còn rất là đẹp. Công tắc tự động lên xuống kính, gập gương có đủ nha. Hệ thống điều khiển độ chiều cao của đèn. Rồi đó, những cái chi tiết mà gỗ rất là đẹp. Táp lô với những cái viền mạ chrome. Ok ha. Đầu DVD thì xe này sử dụng đầu DVD Android luôn các bạn. Đó, đây Huy quay cho các bạn xem km chuẩn của xe nha. Hiện tại xe này đi được 67.618 km thì về km thì Huy cam kết là chính xác 100% cho cái chiều của các bạn. Thực sự là đối với một chiếc xe 2017 thì đi tới giờ thì cũng đã là 4 năm rồi. Cây số 67.000 thì xe này sử dụng cho gia đình, chủ yếu là gia đình đi không nhiều. Thực sự là các chị và các bạn có thể tìm những cái xe ở ngoài, các chị và các bạn có thể thấy được là những cái xe nó để khoảng 20, 30 hoặc là 40, nhưng thực sự là cái số có đúng chuẩn như xe không, hay là xe bị tua lại cái số.
Hoặc là các anh chị và các bạn nào mua, nhiều lúc mà mình lầm tưởng là mua ở nhà vườn, những người sử dụng đang sử dụng, nhưng thực sự là bây giờ người sử dụng cũng quá tinh vi, cũng quá một cái gì đó, Huy nói hơi quá, nhưng mà thực sự là có rất là nhiều những cái vị khách hàng người ta chỉ bỏ ra khoảng 100% mà người ta tua lại cái số để bán có giá hơn, thì điều này cũng hoàn toàn có thể và rất là đơn giản. Thì các anh chị và các bạn nào mà mua thì lưu ý cái vấn đề đó. Xe có bảo trì bảo dưỡng đầy đủ hay không, chất lượng xe như thế nào, thì nó phải, nếu như mà một chiếc xe không bảo dưỡng bảo trì đầy đủ hoặc là làm trong hãng đều, thì thực sự là về cái chất lượng của chiếc xe sẽ không được đảm bảo như một chiếc xe mà bảo dưỡng bảo trì đầy đủ và được bảo dưỡng tại hãng như là những cái sản phẩm như Huy giới thiệu đây. Thì đó là Huy cam kết về chất lượng cho các anh chị. Xe này được chủ xe trang bị một cái chức năng nữa là Cruise Control, trang bị thêm nha các bạn nha. Đó, Cruise Control. Thì xe này thì có chế độ Eco Power, hộp số tự động 6 cấp, có hệ thống chống trung trương trượt đầy đủ luôn. Và cái đầu DVD này là một cái đầu DVD Android có chức năng Việt Map, Bluetooth, rồi hệ thống rất là nhiều những cái ứng dụng, giống như là một cái điện thoại nha các bạn. Sử dụng rất là sướng luôn. Vô lăng này thì chủ xe cũng đầu tư một cái bọc vô lăng xịn luôn nha các bạn nha. Một cái bọc vô lăng xịn luôn. Đó, rồi mình xem sơ lược phần động cơ một tí nữa nha. Rồi đây là phần động cơ. Động cơ hiện tại là Huy đang nổ cho các anh chị và các bạn xem luôn. Rất là êm luôn. Thực sự là một chiếc xe bảo trì bảo dưỡng đầy đủ tại hãng thì xe chạy 200-300 nghìn, nổ máy khoảng êm ru đó. Thì huống hồ chi đây là một cái chiếc xe chạy mới khoảng tầm độ 67.000 số, được chủ xe bảo trì bảo dưỡng rất là đầy đủ. Một khách hàng ở Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Từng bộ lon con tán, mọi thứ còn nguyên bản hết nha các bạn. Bên Huy cam kết về chất lượng xe cho các bạn, đảm bảo không có bất kỳ một cái lỗi gì mà khiến các anh chị và các bạn không hài lòng về sản phẩm. Các anh chị và các bạn nếu có thời gian thì vui lòng liên hệ với Huy và đến Toyota Hiroshima Tân Cảng để mình có thể thử xe, để cảm nhận được về chất lượng của sản phẩm cho các bạn nha. Ok, rồi Huy xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn các anh chị và các bạn đã dành thời gian theo dõi video. Và hiện tại sản phẩm này đang được bên Huy chào bán với giá là 695 triệu nha các bạn. Chỉ 695 triệu cho một mẫu xe sử dụng cho gia đình, còn rất là cứng cáp và khá là tuyệt vời. Rồi Huy xin chào và hẹn gặp lại. Hiện tại thì bên Huy cũng đang có rất là nhiều những cái sản phẩm xe qua sử dụng. Thì các anh chị và các bạn nào chưa tìm được cho mình một sản phẩm thì vui lòng nhấn đăng ký kênh, để khi có xe Huy chuyển lên kênh thì các anh chị và các bạn sẽ thấy được những cái sản phẩm bên Huy đăng. Nếu cảm thấy sản phẩm hợp lý thì liên hệ với Huy để Huy tư vấn cho các anh chị và các bạn nha. Rồi Huy xin chào ạ.